Đấy, đang chạy này. Ui giời. Cuối tuần khu vực này rất là nhộn nhịp rồi đấy. Đấy, ngày hôm nay thì không có cho xe cộ đi lại, mọi người thấy rất là thông thoáng và thuận tiện cho quý cô chú anh chị các bạn mình đi dạo đêm, nhất là những người lớn tuổi không thích sự ồn ào cũng như là tiếng nẹt bô của xe và đi này. Lâu lâu thì cũng sẽ chắn như thế này để phục vụ cho mình đi lại. Nhưng mà không hiểu sao khu vực này lại có mấy chiếc xe đạp của cô và mấy bạn nhỏ đang đạp xe tại phía bên này. À, nhớ thường thường là khu vực này sẽ không cho đi xe đạp luôn á. Bây giờ mình cùng đi hướng về vùng bên kia liệu, rồi mình đi sang bên chỗ nhà hát, rồi mình quay về phố đi bộ nha. Tối ngày hôm nay thì tất cả mọi người đi tham quan xung quanh cái khu vực quận trung tâm này. Hôm nay thì Hải cũng không có ý định đi quay đâu, nhưng mà thôi, ngồi ở nhà buồn quá, cũng như là muốn quay giới thiệu quý cô chú anh chị các bạn xem những về Sài Gòn về đêm ngày cuối tuần như thế này. Đấy, mọi người thấy không, phía xa kia đấy, cái tòa nhà giờ đấy xù đang xây dựng đấy, sắp hoàn thiện này. Thấy là đang ốp kính tối ở chút chiều này qua thì có là thấy là ốp kính rồi đấy, cái tòa đấy cũng rất là đẹp. Nếu hôm sau mà được hoàn thiện thì nhưng mà Hải thấy cái tòa đấy xây rất là nhanh luôn đấy. Công nhận là tòa đấy xây cực kỳ nhanh. Thì hôm nay thì chắc trên phố đi bộ thì sẽ có một tổ chức một cái lễ hội gì đấy hay sao, hay là làm cái gì đấy. Hải thấy không, thấy hôm qua là có dựng rạp rồi, không biết là tối ngày hôm nay hay tối ngày mai nữa. Đấy, mọi người thấy bùng binh chỗ bùng binh kia liệu rất là đông. Đấy, lượng người đang tới phố đi bộ rất là đông này và nhộn nhịp tối ngày hôm nay, nhất là các bạn trẻ cũng như là du khách nước ngoài. Nó trái ngược với những cái không khí những ngày bình thường ồn ào và nhộn nhịp thì đến bây giờ thì mọi người thấy rất là tĩnh lặng. Đấy, chỉ có người đi bộ rất là tĩnh lặng luôn, cực kỳ tĩnh lặng. Đây là mọi người thấy bùng binh cái liệu tối ngày hôm nay đây, không có xe qua lại đây, mình đứng lại đây ấy, phía bên trên kia thì cũng không có nhạc xô xình gì, rất là yên tĩnh luôn, phục vụ cho mình đi chơi dạo tại khu vực này. Vẫn còn hàng rau nha mọi người, các bạn hàng rau này thì nó không bày quá bự giống như và lâu liều giống như mấy lần trước. Đây, bên này thì xe buýt hai tầng đang đứng để đón khách đi. Buýt hai tầng này là chuyên có cái dịch vụ dán và quảng cáo các thương hiệu mọi người. Như bên này đang dán cái biển Travel Loca đấy. Đấy, nếu mà mình có nhiều tiền thì mình có thể nhờ họ dán ở đấy và đi chạy quanh. Thứ nhất là họ chở khách, và thứ hai là quảng cáo thương hiệu luôn cho mình, rất là thuận tiện luôn. Hôm nay thì thường ở trên kia là hai tổ chức ca nhạc lắm. Thì giờ này hình như là có vẻ đang sớm hay sao á. Mấy giờ 20 rồi, giờ này cũng khá là muộn rồi. Hôm nay có vẻ là yên tĩnh quá. Đây khá là yên tĩnh luôn. Thì bây giờ mình cùng nghe tiếng nước này, róc rách róc rách.
thì cũng rất là lâu rồi mới được thấy khung cảnh hiện thực tại phố đi bộ như thế này. Đấy, rất là nhiều du khách đang đứng chụp hình ngay bụng bình kia liệu. Không có một tiếng nhạc nào luôn nha. Mọi hôm mình nghe rất là nhạc sập sình. Đấy, ngày hôm nay không có nhạc nhở gì luôn. Thì bây giờ mình cùng đi dạo hướng về công viên Bến Bạch Đằng nha. Đấy, rất là đông luôn. Còn trong này thì hơi quán trà sữa giờ này rất là nhộn nhịp đông khách luôn mọi người. Ở cái quán mai cha xuống dưới kìa. Đấy, quán mai trà lúc nào cũng phải xếp hàng luôn đấy. Ngày hôm nay là xe cộ đi lại nó ít hơn nên là có vẻ là ít người xếp hơn đấy. Chứ còn bình thường cho xe cộ đi lại khu vực này đứng xếp hàng dài hay tại khu vực này. Đây như gánh hàng rong, có cô, có bà, có mẹ đang bán rất là đông khách. Và bánh trắng trộn. Ở bên này thì có một căn nhà đang cho thuê nha mọi người. Đây, thấy không? Đây cô đang đứng đấy. Đây, trước thì có một cô gái rất xinh. Bên cạnh đấy thì cũng rất là nhiều cảnh đợi rất là vất vả đây, những em học sinh này. Đây mọi người thấy không? Tại khu vực này thì lượng người tới phố đi bộ, đặt sách vali dạo tại phố đi bộ. Ngày hôm nay thì không cho xe ô tô vào nên bảo sao sách vali đi vào. Đây hôm nay thì không có hàng rong luôn mọi người, khác lạ hoàn toàn luôn á. Chỗ nào
Đây mọi người thấy cái cảnh hàng rong đang đô thị đang lùa này, đang chạy. Cảnh chạy toán loạn này. Đấy, đang chạy này. Đây. Đấy, mọi người thấy không? Cái cảnh bắt nháo chạy hàng rong. Đấy, hôm trước thì ở ngoài kia, ở bên dưới kia cũng có cái băng rôn treo đấy thông báo cho mọi người đấy. Không biết là chạy đi đâu ấy. Nói chung là cái hàng rong này khó lắm. Mày cứ lùa một hồi mới chạy đầu mất. Ở đây có chơi cái gì này, khá là lạ. Cái này có cái gì hay hay này, mình cùng lại xem nhé. Rất hay nha mọi người, ôm gái còn được có tiền đấy, cách có kẹo.
Thế thì bây giờ mình cùng đi qua bên đường Hải Triều nhé. Đấy, có được 2 triệu, mọi người thấy này, ăn uống rất là đông, cũng như là hôm nay thì mọi người cứ xe tại khu vực này kín luôn. Đây, những quán phở Hà này, 19 2 triệu này, bia Sài Gòn này, trà Việt này, phở Hà này, dòng này có vẻ là toàn phở Hà thôi. Đấy, những cái chỗ phở Hà rất là đông khách luôn. Đấy, dòng này, đấy, phở Hải Triều này, quán nào cũng kín khách. Cái bên này là tòa Bitexco nha mọi người, rất là đẹp và sang trọng. Anh thì dạo này thì nói chung là Bitexco này nó cũng xuống cấp rồi, cũng ít người tới mua sắm tham quan. Bây giờ không biết thì có đưa lên mấy lầu ấy mọi người, là ngừng kinh doanh, đóng cửa. Bên bên này là cái gian hàng trưng bày điện thoại của Samsung, các cái tất cả các mặt hàng điện thoại, đồng hồ, rồi tai nghe của Samsung rất là nhiều tại khu vực này. Hai cũng là một tiến đồ của Samsung ấy. Đây mình sẽ đi vào trong này, ui, khá là mát đấy. Và bên trong này nhìn mọi người rất là sang trọng và đẹp, nhưng mà thì chắc mình không lên lầu đâu, sẽ đi qua chỗ này một xíu đấy. Phía bên này nó còn là cà phê này, rồi là chỗ này thì bán đồng hồ. Đây gian hàng cái đầu mỹ phẩm, để giờ mọi người cũng biết rồi, bây giờ Bitexco này xuống cấp thì cũng như là cũng ít người tới đây đến phần kém. Bây giờ người ta đi thì qua bên làm mắt là chính và mua sắm ở đấy có vẻ nhộn nhịp hơn ở tại khu vực này rất là nhiều. Chỗ này này, những cái con đây, những cái con đường cái này mà bây giờ dán đầy biển cho thuê nhà. Bên này có quán 66 ăn quán này, nhìn trang trí rất là đẹp luôn. Ở đây mọi người muốn đi vào phố đi bộ có thể thì mình có thể gửi xe ở dưới tòa nhà Bitexco này cũng được này, ta vé đâu khoảng 5.000 một chiếc á, khá là rẻ hơn so với những cái chỗ gửi xe khác. Trời ơi. Đây bên này cũng có một căn cho thuê nhà này, 3 lầu. Bây giờ mình cùng đi vào lại phố đi bộ Huệ nhé. Chắc cái video này phải nhà edit chắc cũng mệt. Khá là nhiều nhạc trong khu vực này, trong cái đoạn video này. Thank you.
nóng thế này thì mà chỗ này mát cực kỳ luôn. Đấy, thì bây giờ mình cùng vào con đường Hồ Đức Kế nhá. Con đường Hồ Đức Kế này là cũng là một thiên đường cho mình ăn uống và vui chơi nha. Còn những rất là nhiều cái cửa hàng rất là sang trọng. Bên này là họ thấy mời thấy không? Nhà hàng Dương nhìn nó rất là sang luôn. Nhà hàng kèm khách sạn. Quên mất cái này mình ra ngoài rồi đi con gọn đây không. Quên mất tưởng là phố đi bộ. Đấy, những cái hàng rong kia các bạn cuối thì bây giờ để kéo trở lại rồi. Đây, góc này rất là đẹp luôn mọi người. Đây, một cái góc nhìn rất là sang trọng. Đấy, bây giờ mình cùng vào con đường Đồng Khởi nhé. Mình đi hướng về nhà hát. Đấy, lượng xe qua lại. Bên ngoài kia thì nó khá là ít xe. Đấy, đến bây giờ thì lượng xe bên ngoài đường Đồng Khởi này xe đi nhiều quá. Nếu khi mình muốn qua đường nó khó cơ. Thấy lượng khách đi lại rất là nhiều và đông. Đây bên trên này, trên là nhà hàng, bên dưới thì bán quần áo. Đây, một cái thương hiệu nem thì mọi người biết rất là lớn tại Việt Nam mình. Mà chuyên bán đồ nữ thôi, không bán đồ nam. Đây, cái này mặt hàng này chị em, cô chú và chị em thì sẽ biết. Nhưng còn là các anh nam thì cũng... cũng phải biết thôi, biết để cần mua đồ tặng cho các cô chị em những ngày lễ rồi những cái ngày đặc biệt. Đấy, bên kia mọi người thấy những các em xinh đẹp đang mời khách. Đây, Hương Sen Hôm Theo cũng một khách sạn nhìn nó cũng là đẹp mọi người. Về đêm đấy tại khu vực này. Đấy, lâu lắm rồi thì bây giờ mình cứ đi qua cái đoạn này mà thấy nó đẹp như thế này luôn á. Đây một khách sạn rất là đẹp luôn này.
xe cộ đi lại nhộn nhịp, toàn những em gái xinh đi lại chơi đêm tại khu vực này. Không hiểu đâu vậy, có mấy cái thành phần đi xe ngược chiều. Đây mọi người thấy không? Lâu lâu lại có những cái nó đi ngược chiều như vậy. Lượng xe đi lại rất là đông. Tôi con đường này ngày hôm nay rất là nhiều xe nha. Ghê thật, tí xíu nó có tai nạn rồi. Đây bên này cũng có cái mặt bằng rất lớn, ngày trước là cái quán spa đấy. Bây giờ là trả mặt bằng rồi. Nói chung là tên quanh khu vực này nhiều lắm. Đấy, phía bên kia kìa, khu ngay ngã tư mọi người. Ngay góc ngã tư kia, ngã ba chứ. Có khu vực này đổi tiền khá là muộn luôn á. Không giống như ở bên Chợ Bến Thành. Chợ Bến Thành đổi khá là nghỉ khá là sớm luôn. Khoảng 7:30 gì đấy họ đang nghỉ rồi. Không biết là ở tỷ giá đổi đây thì nó sẽ như thế nào. Nhưng mà ai thấy là chỗ này mở cửa rất là muộn. Ờ, nhiều hôm mình đi 8-9 giờ đêm á, vẫn đang còn mở nhá. Đây, ngay chỗ này này, 1:35 đồng khởi. Đây, nhưng mà chỗ này có vẻ là ít khách. Người đổi chắc là chỗ này thì giá đổi thấp đi, chắc cũng khá là kén chọn đấy, nên là không có khách. Đấy là theo suy nghĩ của Hải thôi, nhưng còn không biết có đúng không. Đêm này đi ngắm gái xinh tại khu vực này rất là nhiều. Đấy, thế này là bên nhà hát này.